Tiến sĩ Trần Văn Tín là nhà khoa học Việt Nam, ông được phong hàm giáo sư tại Hàn Quốc vì đã có những sáng chế độc đáo ứng dụng kết hợp với Hàn Quốc tạo ra những sản phẩm phục vụ sức khỏe cho cộng đồng Việt Nam và Hàn Quốc. Ông cũng là người đã thành lập nên trung tâm dạy nghề và việc làm cho thanh niên khuyết tật, giúp cưu mang và trao cơ hội việc làm cho hàng trăm người khuyết tật, giúp họ tự kiếm sống bằng chính sức lực của mình. Sâm Hàn Quốc vị cà phê với nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, chứa 5,2% nhân sâm, cà phê xanh 12,5%. Công thức sâm Hàn Quốc vị cà phê là công thức độc quyền của Hàn Quốc có 102 cùng các thành phần có lợi khác giúp bổ sung năng lượng, tăng cường sức khỏe, tăng cường hệ miễn nhiễm, thanh lọc, giải độc cho cơ thể, chống mệt mỏi, giảm stress do có khả năng kìm hãm trung khu, cải thiện và tăng cường trí nhớ, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Sữa non nghệ vàng nano Eco G9, sản phẩm dùng uống bổ sung hàng ngày, thay thế bữa ăn phụ, cung cấp vitamin, khoáng chất cho cơ thể giúp tăng sức đề kháng, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, kích thích ăn ngon miệng, giúp giảm nguy cơ đau dạ dày, tá tràng. Ưu điểm vượt trội là công nghệ ly tâm Việt Nam Hàn Quốc nên ai cũng uống được vì đã ly tâm khử mùi, khi được nano sẽ thẩm thấu tác dụng ngay khi vừa uống vào 1 phút.